Chào mừng mọi người đến kênh HHTQ Thắng Channel. Hôm nay chúng ta khám phá Quân Hữu Vân tập 19. Đừng quên đăng ký và like ủng hộ mình nha. Mục Phản nằm trên mặt đất, máu tươi trong miệng trào ra, hắn hỏi: "Sư phụ ngươi là ai?" "Thủy Trung Quan Nguyệt, phụ Lý Khán Hoa, sư phụ ta tên Tạ Khán Hoa." Tô Bạch Y cúi đầu nhìn Mục Phản. Đôi mắt Mục Phản trừng lớn, sau đó cẩn thận quan sát kỹ Tô Bạch Y, nhưng nhìn kỹ một hồi hắn vẫn lắc đầu: "Ta thật sự không nhớ ta từng gặp ngươi." "Ngươi gặp ta ở một gian nhà nhỏ có chút cũ kỹ, gian nhà nhỏ đó ở phía nam một tòa tiểu thành, cạnh cửa có một quán đậu hũ, đối diện có một tiệm thợ rèn. Ngày ngươi tới trời đổ mưa lớn, trên phiến đá xanh ngoài cửa có chút trơn trượt, lúc trời sáng ta còn bị ngã một lần. Trần Thúc mang một bầu rượu về nhà, Thiến Dì đang ở nhà hầm canh cá, sau đó các ngươi tới. Lúc Thiến Dì mang theo ta chạy trốn, Trần Thúc dùng một chiêu lan ngải cùng thiêu, đánh trọng thương ngươi, nhưng vẫn không giết được ngươi." "Ta nói không sai chứ?" Tô Bạch khi đưa tay cầm thanh đao cắm trên mặt đất. Liễu Đặc Hàn đã chạy tới phía sau hắn, Đối Thiết Quyền đang ngưng khí, tùy lúc chuẩn bị ra tay. Mục Phản càng kinh ngạc: "Ngươi, ngươi họ Tô?" Tô Bạch Kỳ nhàn nhạt nói: "Vừa rồi ta cũng đã giới thiệu rồi, ta tên Tô Bạch Kỳ." "Ngươi là con trai Tô Điểm Mạc?" Mục Phản trầm giọng nói: "Thế mà ngươi còn chưa chết?" Tô Bạch Kỳ sửng sốt, sau đó chậm rãi nói: "Rốt cuộc ngươi cũng cho ta đáp án ta mà vẫn luôn muốn tìm kiếm, rất tốt. Vừa rồi nếu Mục Phản không so chân khí với Tô Bạch Y mà dựa vào kinh nghiệm thực chiến hơn xa đối phương, thì có lẽ bây giờ vẫn còn sức đánh một trận nữa. Nhưng vừa rồi hắn lại chọn con đường so chân khí, tự cho là mình tất thắng. Kết quả là chịu trọng thương. Hắn tự biết lúc này mình đã mất khả năng phản kích, vội vàng giải thích: "Tô Điểm Mặc không phải ta giết. Ta tin ngươi, ngươi không làm nổi." Tô Bạch Y đem thiền dược đao từ trên mặt đất một lần nữa rút ra: "Nhưng Trần Thúc nhất định là do ngươi giết, ta tận mắt nhìn thấy. Hắn chẳng qua là đầy tớ của Tô gia thôi." Mục Phản nhìn ánh mắt Tô Bạch Y, hoảng loạn nói: "Vị Tô công tử này, giết một cái nhị đường chủ của Thiên Thư Đường là một việc rất rất lớn. Liễu Đặc Hàn nhắc nhở, cho dù là học cung, có thể cũng không gánh nổi. Nhị sư huynh của học cung ta, một mình cầm kiếm độc thượng thiên cung, đánh cho đại cung chủ Thượng Lâm Thiên Cung Ninh Thanh Thành phải trọng thương bế quan. Học cung ta lúc ấy không gánh nổi ư?" Tô Bạch Y không quay đầu lại. Tất cả đệ tử Thiên Thư Đường giữa sân rốt cuộc không nhịn được nữa, muốn tiến về phía trước nghĩ cách cứu viện, lại thấy Phong Ngọc Hàn nhẹ nhàng giơ tay lên. Ngoài ngũ phương đài bỗng nhiên có bốn bóng người bay tới. Bọn họ bay đến từ bốn phía, tụ lại một chỗ, chặn lại chúng đệ tử của Thiên Thư Đường, giơ đao lên. Trong bốn người, có một nam tử cao lớn uy vũ, có một thanh đại đao cực lớn, thân trên để trần, phô ra cơ bắp cổ kết. Nhưng đối lập với dương cương chi khí của nam tử này, thì đầu thanh đại đao lại khắc một đóa hoa màu đỏ yêu mị. Đứng bên cạnh nam tử đó là một nữ tử áo đen che mặt, thân hình thướt tha, trên hai chiếc đùi đẹp thon dài có đeo một đôi đao cũng thon dài, ở chuôi hai thanh đao có một dây xích màu bạc nối hai thanh đao lại, được nữ tử tùy ý cột vào bên hông. Mà người còn lại đứng ở bên ngoài lại là một đứa trẻ nhìn qua có vài phần trẻ con. Đứa trẻ mặc một bộ giáp nhẹ rất đặc biệt, trên giáp cắm đầy các loại phi đao. Xa xa nhìn lại, không nhìn kỹ mặt của đứa trẻ này, thì chỉ có thể nhìn thấy một đống phi đao đang di chuyển. Có bốn người, nhưng vì sao chỉ có ba người đứng đó? Là vì có một người nằm trên mặt đất. Đó là một người trẻ tuổi nhìn qua chừng hơn 20, tay ôm một thanh đao thường thường không có gì đặc biệt, hai mắt nhắm nghiền, tiếng ngáy như sấm. Tứ Đại Đao Vương. Phong Ngọc Ly hồi lâu không nói gì, chậm rãi nói ra bốn chữ này. Trên giang hồ bất cứ một môn phái nào mạnh, đều bởi vì người của môn phái đó mạnh. Phong Nhị Đương gia, ngươi đuổi hết tất cả cường giả đi, thì Thiên Hiểu Vân Cảnh sẽ không phải Thiên Hiểu Vân Cảnh nữa. Nếu có bọn ta ở đây, thì người của Thiên Thư Đường và Thiên Thủy Sơn Trang đã không vào được núi Vân Cảnh này một bước. Nam tử cường tráng đem trường đao vung lên, chúng đệ tử Thiên Thư Đường không một ai dám tiến về phía trước. Dưới trướng Thiên Hiểu Vân Cảnh đại tông chủ Phong Ngọc Hàn có Tứ Đại Đao Vương, trưởng quản bốn môn kỳ đao, võ công sâu không lường được. Mấy năm nay họ vẫn luôn giúp Phong Ngọc Hàn bảo vệ an nguy của Thiên Hiểu Vân Cảnh. Sự tích của bọn họ ở Đại Trạch phủ được lưu truyền rất rộng. Tỷ như người trẻ tuổi đang ôm đao nằm ngủ trên mặt đất kia, có sự tích một mình hắn giết hơn 30 tên cao thủ hắc đạo có ý đồ lẻn vào núi Vân Cảnh. Còn nam tử cường tráng hiện giờ đang giơ đao chặn đường kia, chính là người kế thừa chức đại thủ lĩnh thập tam lộ thủy bang của Vân Mộng Đại Trạch phủ. Thanh đao trên tay hắn tên rất đơn giản, cũng rất khí phách, tên Hoành Đao. Trước đây sau khi Phong Ngọc Hàn mất tích, Tứ Đại Đao Vương và Phong Ngọc Ly không hòa hợp nên họ đã lần lượt xuống núi, cho nên lần này hai phái còn lại mới dám lên núi đông như vậy, lại không nghĩ rằng Phong Ngọc Hàn trở về thì bọn họ cũng trở về. Nam tử cường tráng cất cao giọng, không nói nhiều, ba chữ: "Không cho qua." Đệ tử của Thiên Thư Đường không ai dám tiến về phía trước, không ai dám mở miệng nói gì. Phong Ngọc Hàn đi lên trước vài bước: "Tô Bạch Kỳ, cứ làm việc ngươi muốn làm, việc còn lại ít nhất còn ở trong núi Vân Cảnh này,
ta có thể chịu trách nhiệm giúp ngươi. Liễu Đặc Hàn xoay người, Phong Tông Chủ, thật sự phải làm như thế à? Phong Ngọc Hàn thần sắc kinh ngạc, tựa hồ như vừa nghe được một câu hết sức buồn cười. Ngày ấy các ngươi liên thủ giết ta, sao không hỏi lại bản thân một câu, thật sự phải làm như thế à? Liễu Đặc Hàn sắc mặt hơi đổi, không nói gì. Đừng có gấp, mối thù với ngươi, ta cũng sẽ tính. Phong Ngọc Hàn chắp hai tay vào trong tay áo, bĩu môi. Đệ tử của Thiên Thư Đường đã bị Tứ Đại Đao Vương ngăn lại. Liễu Đặc Hàn cũng sợ lời uy hiếp của Phong Ngọc Hàn nên không dám vọng động. Tô Bạch Kỳ giơ trường đao lên, cúi người nhìn Mục Phản đã không thể nhúc nhích, bỗng nhiên nở nụ cười. Sư phụ ta từng nói với ta, sinh mạng là thứ đáng quý nhất trong trời đất này, bất cứ kẻ nào cũng không có tư cách lấy đi sinh mạng của người khác. Nhưng lúc này ta thật sự rất muốn một đao chặt đầu ngươi. Lời của sư phụ nói đến đại đạo chính nghĩa, còn trong lòng ta là tiểu đạo chính nghĩa, ta còn chưa nghĩ kỹ nên tuân theo cái nào. Có điều, ít nhất thì không nên để ngươi có cơ hội làm thêm điều ác nữa. Tô Bạch Kỳ vung trường đao lên, chém đứt hai bên gân tay của Mục Phản, sau đó đem trường đao thu vào trong vỏ, đánh xuống một trường, ý đồ đánh nát khí khổng trong người hắn. Như vậy thì Mục Phản cả đời này sẽ không thể động võ nữa. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tô Bạch Kỳ. Thân ảnh cực nhanh, mọi người giữa sân còn chưa kịp thấy rõ người. Chỉ có Phong Ngọc Hàn cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, sắc mặt hắn trầm xuống. Là hắn. Người nọ đội mũ rộng vành, đứng trước mặt Tô Bạch Y, sau đó vươn ra một lóng tay, nhẹ nhàng điểm vào trán Tô Bạch Y một cái, liền đem Tô Bạch Y đánh bay ra ngoài. Tô Bạch Y lộn một vòng trên không trung, đáp xuống cách đó vài chục bước, hắn ngẩng đầu lên. Ngươi là ai? Nam tử đem mũ rộng vành tháo xuống, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ nhưng lại vô cùng nhợt nhạt, không có nửa điểm huyết sắc. Chúng ta rốt cuộc cũng gặp mặt, Tô Bạch Y. Thiên Cung Thủ, Bạch Cực Nhạc. Tô Bạch Y chưa bao giờ gặp qua người này, nhưng liếc mắt một cái lại đoán được thân phận của người trước mặt. Hạnh Ngộ, Bạch Cực Nhạc hơi cúi đầu. Quân Hữu Vân, chương 92, Hợp Bích. Phong Ngọc Hàn vội vàng tiến về phía trước vài bước, đứng chắn trước mặt Tô Bạch Y. Bạch Lâu Chủ, lâu rồi không gặp. Bạch Cực Nhạc nhìn về phía Phong Ngọc Hàn gật đầu. Chào Phong Tông Chủ. Tô Bạch Y không hiểu vì sao Phong Ngọc Hàn lại ngăn cản hắn. Phong Tông Chủ. Tô Công Tử, người này chúng ta đánh không lại. Phong Ngọc Hàn thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo và bất an. Thiên Cung Thủ Bạch Cực Nhạc, trong truyền thuyết năm đó võ công hắn không phân cao thấp với Ninh Thanh Thành, hiện giờ hắn chính là người nắm thực quyền của Thượng Lâm Thiên Cung, người tôn quý như hắn lại tự mình xuống núi, chắc là vì thứ đó mà đến. Bạch Cực Nhạc hướng về phía Phong Ngọc Hàn nở nụ cười ôn hòa. Ta từng phái sứ giả tới gặp Phong Tông Chủ, đáng tiếc Phong Tông Chủ lại cự tuyệt lời thỉnh cầu của ta, cho nên ta chỉ có thể tự mình tới đây. Phong Ngọc Hàn trầm ngâm một lát, vật đó ta có thể đưa cho ngươi. Hiện giờ Thiên Hiểu Vân Cảnh tuyệt đối không ngăn được Bạch Cực Nhạc. Bạch Cực Nhạc lắc đầu, không cần, vì Tô Tiểu Công Tử phía sau ngươi có tất cả những thứ ta cần. Phong Ngọc Hàn hơi nhíu mày, Thượng Lâm Thiên Cung và Đại Trạch Phủ là minh hữu nhiều năm, thật sự phải như thế à? Bạch Cực Nhạc thở dài, ta thật sự không thích nói những điều vô nghĩa. Lời còn chưa dứt, hắn đã thả người đi tới bên cạnh Phong Ngọc Hàn, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, đánh Phong Ngọc Hàn bay ra ngoài. Từ lúc Phong Ngọc Hàn xuất hiện, hắn vẫn đang cố bồi đắp chân khí của mình, làm người ta không nhìn ra chút mệt mỏi nào. Nhưng Bạch Cực Nhạc liếc mắt một cái đã phát hiện Phong Ngọc Hàn bây giờ không khác gì một tên phế vật. Phong Tông Chủ. Tô Bạch Y kinh hô một tiếng, giơ tay muốn cứu, lại bị Bạch Cực Nhạc vung tay áo ngăn cản. Phụ thân. Phong Tả Quân cũng muốn tiến lên cứu viện, nhưng vừa mới động một cái, toàn thân đã đau nhức, lập tức bị Tạ Vũ Linh ngăn lại. Đao Vương trẻ tuổi vốn đang nằm trên mặt đất ngáy ngủ, lúc này bỗng nhiên lại mở mắt, xoay người một cái từ trên mặt đất nhảy lên, chạy nhanh tới một bên Ngũ Phương Đài, lúc Phong Ngọc Hàn sắp ngã xuống đất đã đỡ kịp hắn. Tông Chủ, Đao Vương trẻ tuổi cười nói, làm sao lại thành ra không chịu nổi một kích như vậy à? Phong Ngọc Hàn cười khổ một tiếng, từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn che giấu việc mình bị trọng thương, lấy phong thái của mình uy hiếp mọi người trong sân, nhưng Bạch Cực Nhạc vừa đến liền một kích đánh tan công sức của hắn. Tô Bạch Y cắn chặt răng, tay phải nắm chặt lấy Thiền Dực đao, nhìn về phía Bạch Cực Nhạc, ngươi muốn gì? Bạch Cực Nhạc giơ một chỉ điểm vào giữa mày Tô Bạch Y, ngươi, ta. Tô Bạch Y hừ lạnh một tiếng, là tiên nhân thư trên người ta mới đúng. Tiên nhân thư ta đúng thật rất muốn, nhưng ngươi cũng phải theo ta đi. Bạch Cực Nhạc giơ chỉ bắn ra, nhưng lúc này Tô Bạch Y đã thấy rõ động tác của hắn, lập tức khom lưng né tránh, sau đó vung Thiền Dực đao, đánh úp về phía Bạch Cực Nhạc. Lời vừa rồi của Phong Ngọc Hàn làm Tô Bạch Y không dám xem thường đối thủ trước mặt, trực tiếp dùng ra đao pháp mạnh nhất. Nhưng Bạch Cực Nhạc lại điểm chân một cái, thân hình linh động, tránh đao của Tô Bạch Y dễ như trở bàn tay. Liễu Đặc Hàn lúc này đã đi tới bên cạnh Mục Phản, nâng hắn dậy,
không nghĩ Bạch Cực Nhạc còn tới đây. Mục Phản ho nhẹ, việc này càng ngày càng phiền toái. Không có gì phiền toái cả. Bạch Cực Nhạc vừa tránh đao của Tô Bạch Y, vừa nghe hai người nói chuyện bên cạnh. Việc của Đại Trạch Phủ ta sẽ không can dự, hôm nay ta chỉ cần mang Tô Bạch Y đi. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Tô Bạch Y đánh xuống một đao, lại bị Bạch Cực Nhạc vươn hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy. Ngón tay Bạch Cực Nhạc nhẹ nhàng vung ra, đem Tô Bạch Y quăng ra ngoài. Tô Bạch Y có thể một mình độc chiến Liễu Đặc Hàn và Mục Phản không rơi xuống hạ phong. Thậm chí có thể xuất kỳ bất ý đả thương được Mục Phản. Nhưng đao pháp tinh diệu như vậy ở trước mặt Bạch Cực Nhạc lại căn bản không có nửa điểm tác dụng. Phong Ngọc Hàn ở một bên nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng lo lắng. Trung Quy cũng mới chỉ luyện được có mấy ngày, lấy ra để đối phó với cao thủ như Bạch Cực Nhạc, quá mức cưỡng ép rồi. Vừa dứt lời, Tô Bạch Kỳ lại bị một chỉ của Bạch Cực Nhạc đánh ngã trên mặt đất. Hắn cười khổ nói, vì sao mỗi lần ta cảm thấy mình đủ lợi hại, đều gặp phải quái vật như vậy? Ngón tay của ngươi có cái gì mà sao còn hung hiểm hơn cả đao kiếm vậy? Ngươi nói nhảm rất nhiều, giống y như Tạ Khán Hoa. Bạch Cực Nhạc lại đánh ra một chỉ. Lại có một đạo kiếm quang màu trắng hiện lên, Bạch Cực Nhạc nháy mắt lại thu chỉ, điểm chân một cái, lui về sau, tránh thoát đạo kiếm quang này. Bạch Cực Nhạc ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, Lương Nhân Kiếm, ngươi là con gái Tạ Khán Hoa và Nam Cung Vũ Văn. Nam Cung Tịch Nhi vung kiếm đứng chắn trước mặt Tô Bạch Y, không để ý đến Bạch Cực Nhạc. Nàng nói với Tô Bạch Y, sao, mấy ngày gần đây quá mệt mỏi, chân hơi mềm à, người ta chẳng qua chỉ vẫy vẫy ngón tay, người đã không đứng nổi rồi. Tô Bạch Y nằm trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc, sư tỷ, ngươi đừng nghe Phong sư huynh bọn họ nói bừa, mấy ngày qua ta vẫn đi theo Phong tông chủ luyện đao à, Phong tông chủ, ngươi phải thay ta minh oan việc này à. Phong Ngọc Hàn có chút bất đắc dĩ mà đỡ chán, có thể thay ngươi minh oan, những hai vị tiểu hữu có thể giải quyết tình huống trước mắt trước không? Không cần, Bạch Cực Nhạc phất ống tay áo, ta cho thời gian để các ngươi nói thêm mấy câu. Tô Bạch Kỳ từ trên mặt đất bò lên, ngươi có lòng tốt như vậy à? Bạch Cực Nhạc mặt vẫn không biểu tình, bởi vì vị cô nương này sắp phải chết, đối với người sắp chết, từ trước đến nay ta đều sẽ cho họ thời gian nói thêm vài câu. Nam Cung Tịch Nhi cười lạnh, ngươi biết năm đó khi sư huynh ta đánh nghiêng Thượng Lâm Thiên Cung các ngươi đã nói ra câu gì không? Bạch Cực Nhạc gật đầu, lúc ấy ta không ở trên núi, nhưng sau này cũng nghe người ta nói qua. Nhị sư huynh ta nói, lão tử học cung đệ nhị, thiên hạ đệ nhất. Nam Cung Tịch Nhi vung trường kiếm lên, vậy ngươi có biết học cung đệ nhất là ai không? Bạch Cực Nhạc suy nghĩ một hồi, đương nhiên là Nho Thánh Tiên Sinh. Sai rồi, Nam Cung Tịch Nhi vung một kiếm về phía Bạch Cực Nhạc, kiếm khí nháy mắt ngưng kết, phá không mà ra, phát ra tiếng vang như ưng khiếu, là ta. Phong Ngọc Hàn ở một bên kinh ngạc cảm thán, đây là thệ thủy kiếm ý. Ngày đó ta vẫn tiếc chưa được nhìn thấy, hôm nay xem như đã được đền bù. Bạch Cực Nhạc tùy ý vươn ra một chỉ, trực tiếp chặn lại kiếm thế rào rạt của Lương Nhân Kiếm. Đáng tiếc, kiếm ý mà người đó lưu lại, sớm đã trôi đi theo dòng nước. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ, một thân kiếm khí nháy mắt đã bị cản lại, cuối cùng không thể tiến về phía trước thêm một bước. Lui, Bạch Cực Nhạc búng ngón tay ra, trực tiếp đem thệ thủy kiếm ý đánh tan không còn một mảnh, sau đó một ngón tay điểm vào giữa mày Nam Cung Tịch Nhi. Xem đao! Tô Bạch Y đã vọt đến phía sau Bạch Cực Nhạc, vung đao chém tới. Bạch Cực Nhạc thu chỉ, nghiêng người né tránh, sau đó lại vươn một chỉ, đánh về phía Tô Bạch Y. Đao xuất như long, đao hồi như hổ, thế như lưu tinh, thiên địa nhất tuyến. Tô Bạch Y đọc đao quyết, quay đầu lại vung một đao, thật sự chém đứt vài sợi tóc bên tai Bạch Cực Nhạc. Rất tốt! Bạch Cực Nhạc thế mà lại tán thưởng một câu, có vài phần thú vị. Sư tỷ, Tô Bạch Y đưa tay cầm tay trái Nam Cung Tịch Nhi, kéo Nam Cung Tịch Nhi lại. Ta cảm thấy đây chính là lúc hai người chúng ta đao kiếm hợp bích, vang danh giang hồ. Nam Cung Tịch Nhi bị hắn kéo về sau, lúc ngang qua Bạch Cực Nhạc, Lương Nhân Kiếm trong tay lập tức vung lên, thệ thủy kiếm ý lại nổi lên, chém về phía ngực Bạch Cực Nhạc. Bạch Cực Nhạc vừa tránh thoát đao của Tô Bạch Y, thấy kiếm thế đến, không né kịp, lại phải xuất ra một chỉ, chạm vào Lương Nhân Kiếm sau đó lui về phía sau 7 bước. Nam Cung Tịch Nhi thu kiếm đứng cùng một chỗ với Tô Bạch Y. Tô Bạch Y lau vết máu trên khóe miệng, sư tỷ, sau này ta viết tiểu thuyết, nhất định sẽ phải có tình tiết này. Nam Cung Tịch Nhi lại hỏi một câu khó hiểu, trong tiểu thuyết ngươi viết, có chuyện nam nữ luyện thuật song tu không? Tô Bạch Kỳ mặt đỏ lên, sư tỷ, tiểu thuyết ta viết, phải được quan gia thông ấn. Nam Cung Tịch Nhi cầm kiếm hơi cúi người, nhìn Bạch Cực Nhạc, đao pháp không tồi, ta tin ngươi thật sự chỉ luyện đao. Quân Hữu Vân, chương 93, cơ hội. Lâu chủ Phù Sinh Túy Mộng lâu Bạch Cực Nhạc, hắn được xưng là thiên cung thủ. Nghe nói trong trận chiến thiên môn năm đó, một mình hắn giết hết 9 vị trưởng lão ma giáo, là nam nhân có chiến tích hiển hách nhất trong giang hồ chính đạo. Phong Lăng sâu kín nói.
Phong Tả Quân bất mãn liếc hắn một cái. Ý ngươi muốn nói gì? Ý ta muốn nói rất đơn giản, ta cho rằng, cho dù là tất cả mọi người trên ngũ phương đài này vây lại, cũng chưa chắc đã đánh lại một mình hắn. Phong Lăng trầm giọng. Bạch Cực Nhạc ngay lúc này bỗng nhiên ho một hơi, đưa tay phải lên môi nhẹ nhàng lau gì đó. Phong Ngọc Hàn chú ý tới chi tiết này, hắn nhìn Bạch Cực Nhạc buông tay phải xuống, tay trái lại nhẹ nhàng đặt lên tay phải, lặng lẽ lau đi một vết màu đỏ trên tay. Người bị thương, Phong Ngọc Hàn kinh hô. Mục Phản và Liễu Đạc Hàn nhìn nhau, trước đó bọn họ đã gặp Bạch Cực Nhạc một lần, hắn thật sự đã bị thương không nhẹ, chỉ là bọn họ vẫn không đoán ra lần này rốt cuộc hắn bị thương nặng đến bao nhiêu, sau khi bị thương thì Bạch Cực Nhạc còn mạnh bao nhiêu cũng không biết, ở gần đây còn có cao thủ khác của Thượng Lâm Thiên Cung đang ẩn nấp hay không. Tô Bạch Y nghe vậy nhướng mày, thì ra ngươi bị thương à? Bạch Cực Nhạc giơ một chỉ về phía Nam Cung Tịch Nhi, vẫn có thể nháy mắt giết ngươi. Vậy tới đây giết ta xem. Nam Cung Tịch Nhi vận lên chân khí toàn thân, gầm lên một tiếng, trợn mắt nhìn về phía Bạch Cực Nhạc. Trong đám người giữa sân có vài người nhìn thoáng qua ánh mắt của Nam Cung Tịch Nhi, tuy là từ xa nhìn lại, nhưng những người công lực thấp một chút, trong lòng đều trào lên một loại cảm giác xúc động khó tả, chỉ muốn quỳ xuống. Thiên tử Thủy Thủ Công. Bạch Cực Nhạc hơi nheo mắt, chậm rãi bước về phía trước, môn võ công này vô dụng đối với ta, cho dù có là Nam Cung Vân Hòa năm ấy cũng vậy, huống chi là ngươi. Ngươi từng gặp cữu cữu ta. Nam Cung Tịch Nhi cảm giác trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Ta từng giết. Bạch Cực Nhạc đánh ra một chỉ, trực tiếp phá tan Thiên tử Thủy Thủ Công. Cái gọi là Thiên tử Thủy Thủ Công, đó là vận lên vô thượng chân khí, phủ ra một vùng đất thuộc về riêng mình. Người đứng bên trong vùng đất đó sẽ bị chân khí áp chế, trong lòng sẽ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, không cách nào khắc chế được, thậm chí cuối cùng sẽ quỳ lại trên mặt đất. Nhưng môn công phu này chỉ hữu dụng khi chân khí của người dùng có thể áp chế tuyệt đối chân khí của đối phương. Còn đối với Bạch Cực Nhạc mà nói, Nam Cung Tịch Nhi dùng chiêu này chẳng qua là tự tìm đường chết. Nam Cung Tịch Nhi lập tức xuất kiếm đón đỡ. Kiếm pháp của nàng được chân truyền từ học cùng nhị sư huynh Nam Ngọc Lâu, sớm đã vào phù diêu cảnh. Trong lớp người trẻ tuổi rất ít gặp được địch thủ, nhưng ở trước mặt Bạch Cực Nhạc, mỗi lần nàng xuất kiếm đều quá chậm, quá yếu. Bạch Cực Nhạc tránh dễ như trở bàn tay, hắn khẽ thở dài. Kiếm pháp của ngươi ở cái tuổi này thật sự là hiếm thấy. Đáng tiếc, Nam Ngọc Lâu còn chưa đem toàn bộ thệ thủy kiếm ý dạy cho ngươi. Nam Cung Tịch Nhi chưa bao giờ gặp phải một trận chiến như vậy. Nhìn thì có vẻ như nàng vẫn đang ở thế tiến công, Bạch Cực Nhạc vẫn luôn phải né tránh. Nhưng nàng luôn có một cảm giác, thật ra trong lúc Bạch Cực Nhạc né tránh, có vô số cơ hội có thể giết chết nàng. Sư tỷ, xem ta sẽ giúp ngươi, tạo ra cho ngươi cơ hội có thể một kiếm định thắng bại. Tô Bạch Kỳ nhảy dựng lên, hai tay nắm đao, xoay tròn trên không trung sau đó bổ thẳng xuống. Đến mấy lần cũng chỉ như thế, Bạch Cực Nhạc có chút oai oai, ngẩng đầu lên, đao pháp của Tô Bạch Y lần sau lại yêu mị hơn lần trước, mỗi lần xuất ra đều bá đạo hơn lần trước, nhưng Bạch Cực Nhạc đều tùy ý đánh ra một chỉ là có thể đem đao thế vô tận đó tụ thành một điểm, sau đó búng tay đánh tan. Nhưng lúc này Tô Bạch Y bỗng nhiên lại vứt bỏ thiền dược đao, chỉ của Bạch Cực Nhạc đánh trúng thiền dược đao, Tô Bạch Y bỗng nhiên nhảy xuống phía sau Bạch Cực Nhạc. Nhưng trong tay Tô Bạch Y lại vẫn có một thanh đao, vẫn là một thanh đao mỏng như cánh ve, trong suốt phiêu giật. Phong Ngọc Hàn bất đắc dĩ nói, bí mật ta cất giấu nhiều năm như vậy bị ngươi làm lộ hết rồi. Đao vương trẻ tuổi bên cạnh hắn ổ lên một tiếng, thì ra thiền dực đao là song đao hợp nhất. Phong Ngọc Hàn nhún vai, không tỏ ý kiến. Tô Bạch Y vung thanh thiền dực đao thứ hai, lại chém về phía Bạch Cực Nhạc, nhưng Bạch Cực Nhạc xoay đầu, vươn tay trái, lại một chỉ điểm vào trên mũi thiền dực đao. Tô Bạch Y chỉ cảm thấy gan bàn tay truyền đến một cơn đau, lập tức bỏ đao, lui về sau ba bước. Lúc này Bạch Cực Nhạc đã đánh rớt một thanh thiền dực đao, nhưng mọi người nhìn lại thấy trong tay Tô Bạch Y vẫn đang cầm đao. Thanh thiền dực đao này rốt cuộc mỏng đến bao nhiêu, rốt cuộc có mấy thanh? Mở. Tô Bạch Y vung thiền dực đao lên, sau đó đôi tay đột nhiên mở ra, chỉ thấy thiền dực đao trong tay nháy mắt hóa thành 7 thanh, hắn đột nhiên đẩy về phía trước, có 6 thanh bước thẳng về phía Bạch Cực Nhạc. Đến rất hay. Bạch Cực Nhạc gật đầu, chân phải kiễng lên, cầm lấy một thanh thiền dược đao, vừa lui về phía sau vừa múa đao muốn chém những thanh đao trước mặt xuống. Sư tỷ, Tô Bạch Y quát to. Nam Cung Tịch Nhi lúc này lại lần nữa ra tay, một thân tệ thủy kiếm ý vận đến cực hạn, trực tiếp đâm tới sau lưng Bạch Cực Nhạc, điểm vào vai hắn, trong lòng nàng vui vẻ, thành công rồi. Nhưng chỉ giây lát, ý cười liền đọng lại trên mặt nàng, lương nhân kiếm đâm vào vai Bạch Cực Nhạc, lại như đụng phải một khối đá cứng, không cách nào tiến thêm một bước. Sư tỷ, lui, ta tới. Một tiếng hô lớn vang lên, Nam Cung Tịch Nhi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tạ Vũ Linh không biết khi nào đã nhảy tới đỉnh đầu bọn họ. Nàng lập tức thu kiếm lui về sau. Tạ Vũ Linh nhắm hai mắt lại,
trong đầu hồi tưởng lại khung cảnh mặt hồ tĩnh lặng như gương ngày ấy. Trường kiếm của Đông Phương Tiểu Nguyệt rơi xuống, thanh phong phất qua, trăm hoa điêu tàn. Đó là Lạc Hoa kiếm pháp chân chính, đó mới là phong lưu thật sự của Tạ gia. Lạc Hoa kiếm pháp, Hoa Tẫn Lạc. Tạ Vũ Linh mở mắt, một kiếm xẹt qua bên cạnh Bạch Cực Nhạc, trường kiếm của Tạ Vũ Linh chống đất, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống, nhảy về bên cạnh Tô Bạch Y. Bạch Cực Nhạc phẩy tay áo một cái, tất cả thiền dược đao đều rơi trên mặt đất, hắn xoay người một cái, vững vàng đáp xuống cách đó 10 bước. Ta đánh trúng hắn, Tạ Vũ Linh thở hổn hển, khi hắn còn ở Tạ gia đã nghe qua không ít sự tích về Bạch Cực Nhạc so với đám người Tô Bạch Y, hắn biết rõ điểm đáng sợ của Bạch Cực Nhạc, cho nên hắn luôn ở một bên cẩn thận quan sát, tìm được một cơ hội là lập tức ra tay. Vừa rồi hắn ra một kiếm đó, hắn tin mình đã đánh trúng đối phương. Bạch Cực Nhạc nhìn về phía Tạ Vũ Linh, người rất không tồi, người tên là gì? Tạ Vũ Linh cầm kiếm nhìn Bạch Cực Nhạc, không dám có chút khinh suất, Tạ gia Tạ Vũ Linh. Thì ra là thế, Bạch Cực Nhạc gật đầu, hai bên bả vai hắn cùng lúc đã hiện ra hai vết đỏ, một vết là vừa rồi bị Nam Cung Tịch Nhi gây thương tích, một vết là bị Tạ Vũ Linh gây thương tích, nhưng hai vết kiếm này lại không nguy hiểm đến tính mạng hắn. Còn Tô Bạch Y tựa hồ đã dùng hết bản lĩnh, hắn còn có thể thay hai người họ mở ra một cơ hội như vậy nữa không? Tô Bạch Y nắm chặt đao, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Quân Hữu Vân, chương 94, nhập mộng. Bạch Cực Nhạc giơ một chỉ điểm vào hai vết thương trên vai, cầm máu, hai kiếm vừa rồi nhìn có vẻ chỉ tạo thành vết thương ngoài da, nhưng trong lòng Bạch Cực Nhạc rất rõ ràng. Ngày ấy mình và Nho Thánh quyết đấu đã bị thương nguyên khí, không thể chống đỡ quá lâu, hắn khẽ thở dài. Thôi. Tạ Vũ Linh thấp giọng hỏi Tô Bạch Y, Tô Bạch Y, ngươi còn có chiêu gì? Một chiêu định thắng bại, Tô Bạch Y bỗng nhiên đem thiền dược đao cắm vào trong vỏ, sau đó hơi cúi người. Nam Cung Tịch Nhi sửng sốt, tư thế này là... Sư tỷ. Tô Bạch Y khẽ quát một tiếng. Tạ Vũ Linh, dùng Hoa Tẫn Lạc thêm lần nữa đi. Nam Cung Tịch Nhi lập tức hiểu ý, ta có một thức kiếm, có thể xuất cùng ngươi. Được. Tạ Vũ Linh nghe vậy lập tức thả người nhảy lên, trăm hoa điêu tàn, hoa tàn thành tro. Lúc này hắn không tin mình còn có thể đánh trúng Bạch Cực Nhạc nữa, nhưng hắn lại có niềm tin, kiếm này so với kiếm vừa rồi còn mạnh hơn. Cho các ngươi sống, về sau thật sự sẽ trở thành phiền toái rất lớn. Bạch Cực Nhạc nghiêng người một cái, trực tiếp né trường kiếm của Tạ Vũ Linh, sau đó vươn một chỉ, lại đánh vào thanh lương nhân kiếm trắng tinh như ngọc. Thệ thủy kiếm ý triều sinh, Nam Cung Tịch Nhi đánh xuống một kiếm. Một kiếm này chính là thức mạnh nhất trong thệ thủy kiếm ý mà Nam Cung Tịch Nhi tu tập được. Sau khi chém ra, kiếm khí mãnh liệt sẽ xông đến tầng tầng lớp lớp, tổng cộng 5 tầng, mỗi tầng đều là kiếm khí nhiều gấp mấy lần, cuối cùng chân khí mãnh liệt mênh mông có thể xé nát đối thủ. Lương nhân kiếm điểm vào ngực Bạch Cực Nhạc. Trên mặt Nam Cung Tịch Nhi lộ vẻ thống khổ, kiếm này có thể giết người, nhưng cũng có phản phệ cực mạnh. Bạch Cực Nhạc bỗng nhiên biến chỉ thành trường, một tay cầm lấy lương nhân kiếm, hắn lạnh lùng nói: "Dư Nghiệt Ma Tông Nam Cung Tịch Nhi, người trong chính đạo mà thấy, giết ngay lập tức." Mọi người ở đây đều kinh hãi. Nữ tử tuyệt sắc tự xưng là đến từ học cung này, thế mà lại là dương nghiệt của Ma Tông. Ta là con gái nhị tông chủ Thiên Môn Thánh Tông Nam Cung Vũ Văn, ở đâu ra Ma Tông, người mới là dương nghiệt. Nam Cung Tịch Nhi cả giận nói. Lúc này, một ánh đao hiện lên. Đồng tử Bạch Cực Nhạc hơi nở ra, bàn tay đang nắm phải kiếm buông ra, Nam Cung Tịch Nhi lập tức tránh thoát. Tô Bạch Y đã cầm thiền dược đao đứng phía sau Bạch Cực Nhạc, trên thiền dược đao đã nhiễm một màu đỏ, hắn cười, cầm đao nhưng dùng kiếm pháp. Thế mà cũng không tồi. Giữa sân Phong Ngọc Hàn, Phong Ngọc Ly, Phong Uyển Nhi cùng với Mục Phản còn có Liễu Đặc Hàn trong lòng đều cả kinh. Vừa rồi bọn họ đều thấy Tô Bạch Y xuất đao, trong nháy mắt đó, bóng dáng người thiếu niên áo trắng kia thế mà lại giống bóng dáng một người phong lưu thiên hạ năm đó đến lạ. Quá giống, quá giống. Phong Uyển Nhi vừa tán thưởng vừa lắc đầu. Phong Ngọc Hàn thì có chút cứng họng, đây là Vũ Lý Khán Hoa. Tô Bạch Y nhìn về phía Phong Ngọc Hàn cười nói, cũng ít nhiều nhờ có nội lực của Phong tông chủ, một đao này ta cảm thấy còn kém một chút. Một giọng nói lạnh băng bỗng nhiên vang lên, toàn thân Tô Bạch Y lại lần nữa căng thẳng, lập tức xoay người nắm chặt đao trong tay. Bạch Cực Nhạc từ từ xoay người, còn chưa phải Vũ Lý Khán Hoa hoàn chỉnh, bằng không một đao vừa rồi thật sự có thể làm trọng thương ta. Tô Bạch Y nhìn Bạch Cực Nhạc vẫn có vẻ không có gì đáng ngại, có chút bất đắc dĩ, vị Bạch lâu chủ này thật đúng là chịu thương rất giỏi. Bạch Cực Nhạc sờ miệng vết thương bên hông, nhìn bộ áo trắng trên người mình đã dính đầy vết máu, hắn khẽ cau mày, sau đó chân phải đạp trên mặt đất. Sát khí bạo khởi. Giang Ly, ngăn lại hắn, Phong Ngọc Hàn thấp giọng nói. Đao vương trẻ tuổi nghe vậy lập tức lóe lên, bay về phía Tô Bạch Y, nhưng cũng đã chậm, Bạch Cực Nhạc nhanh hơn hắn một bước. Hắn bắt lấy Tô Bạch Y trước mặt, sau đó đánh xuống một quyền,
Tô Bạch Y vội vàng vung đao muốn cản, nhưng quyền của Bạch Cực Nhạc đánh tới trên thiền dực đao, nháy mắt đánh nát thanh thiền dực đao này. Sau đó chân khí bạo khởi, một chân đá Tô Bạch Y bay ra ngoài. Giang Ly vội vàng xoay người, hắn và Bạch Cực Nhạc bốn mắt nhìn nhau, nhưng vừa chạm phải đôi mắt kia, toàn thân Giang Ly như bị sét đánh, tay cầm đao như bị ngàn quân đè xuống, ngay cả đao cũng không rút ra được. Tuổi hắn còn trẻ đã được tôn là Đao Vương, cũng từng đối chiến với vô số cao thủ, nhưng sát khí mạnh như thế lại là lần đầu tiên hắn thấy. Bạch Cực Nhạc không để ý đến hắn, nhìn hắn một cái sau đó nhanh chóng xẹt qua bên cạnh hắn, lướt tới trước mặt Nam Cung Tịch Nhi và Tạ Vũ Linh, song quyền hiện lên, lại đánh bọn họ bay thẳng ra ngoài. Nam Cung Tịch Nhi và Tạ Vũ Linh ngã trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu tươi, chân khí toàn thân đều bị Bạch Cực Nhạc một quyền đánh tan, đã không còn sức đánh tiếp nữa. Đây là thực lực thật sự của Thiên Cung thủ. Phong Ngọc Hàn thở dài một tiếng, đây là lúc hắn cảm thấy bất lực nhất trong cuộc đời. Bạch Cực Nhạc dừng thân, nhìn Nam Cung Tịch Nhi ngã trên mặt đất, trong ánh mắt để lộ ra một tia hàn quang. Phong Tả Quân lúc này bỗng nhiên nói, xem ra cuối cùng vẫn phải dựa vào ta à. Phong Lang nhíu mày, ngươi điên rồi à, ngươi đi lên chẳng qua là chịu chết thôi. Ta còn có đòn sát thủ. Phong Tả Quân thả người nhảy, đi tới bên cạnh Tô Bạch Y. Tô Bạch Y lúc này đang trừng mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Cực Nhạc, sợ hắn sẽ xuống tay với sư tỷ, thấy Phong Tả Quân tới, có chút khó hiểu. Phong sư huynh, Tô sư đệ, ngươi còn có chiêu thức vô dụng gì nữa không? Phong Tả Quân hỏi. Tô Bạch Y cười khổ nói, sư huynh, cái này thật không có. Không, ngươi còn có, Phong Tả Quân lắc đầu nói. Tô Bạch Y sửng sốt, sư huynh ngươi đang nói gì vậy? Phong Tả Quân lấy từ trong lòng ngực ra một mũi tên, Tô sư đệ, ngươi có biết đây là cái gì không? Đây là, Tô Bạch Y nhớ lại, lần đó ở học cung tên thuộc hạ của ngươi đã dùng mũi tên này ám toán ta, ngươi muốn dùng ám khí với Bạch Cực Nhạc, vô dụng thôi. Trên mũi tên này có miên cốt hương, lúc ta rời khỏi học cung đã hỏi xin Hứa Chiết một lọ, Phong Tả Quân sâu kín nói. Tô Bạch Y vẫn khó hiểu, sư huynh ý gì? Đắc tội, Phong Tả Quân đem mũi tên cắm vào mông Tô Bạch Y. Sư huynh ngươi. Tô Bạch Y chỉ vào Phong Tả Quân còn muốn nói thêm, nhưng mới nói được một nửa đã hôn mê bất tỉnh. Tả Quân ngươi làm gì thế? Phong Ngọc Hàn lớn tiếng nói. Bạch Cực Nhạc cũng xoay người, nhìn động tác của Phong Tả Quân, hơi nhíu mắt, cũng không rõ ý. Phong Tả Quân chỉ Bạch Cực Nhạc, đắc ý nói. Ha 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 ha, Bạch Cực Nhạc ngươi chết chắc rồi, ngươi xong đời rồi, ngươi biết không? Lúc Phong Tả Quân đang chỉ vào mặt Bạch Cực Nhạc đe dọa, bên cạnh hắn, Tô Bạch Y vốn đang ngất xỉu trên mặt đất đã lặng lẽ đứng lên, hai mắt đỏ bừng, trong ánh mắt vô hồn. Ngươi đứng đó chờ bị đánh, Phong Tả Quân hét lớn. Bốp một tiếng, Tô Bạch Y vỗ một chưởng vào đầu Phong Tả Quân, đánh hắn bay thẳng ra ngoài. Phong Tả Quân đáp trên mặt đất, hộc ra mấy chữ phía sau, bị đánh chết đi. Bạch Cực Nhạc nhìn Tô Bạch Y trước mặt, thần sắc từ từ nghiêm lại. Tô Bạch Y cũng nhìn Bạch Cực Nhạc, nhìn nửa ngày sau bỗng nhiên nhếch miệng cười. Quân Hữu Vân, chương 95, Quỷ Mị. Tô Bạch Y đột nhiên xuất hiện biến hóa làm mọi người giữa sân đều khó hiểu, chỉ có Nam Cung Tịch Nhi và Tạ Vũ Linh biết Phong Tả Quân đang suy tính gì. Ngày đó Tô Bạch Y võ công rất bình thường, sau khi nhập mộng lại có thể đối chiến với chúng đệ tử của học cung, còn chiếm hết thượng phong. Hiện giờ võ công Tô Bạch Y đã đại tiến, sau khi nhập mộng không biết có thể cho bọn họ một chút kinh hỉ hay không. Thần sắc Bạch Cực Nhạc lại không hề kinh ngạc cũng không hề hoang mang, mà còn lộ ra vài phần vui sướng, làm mọi người xung quanh khó hiểu. Hắn nhìn Tô Bạch Y lẩm bẩm nói, đúng là như thế, đúng là như thế. Trong mắt Tô Bạch Y đảo một vòng, nhìn Bạch Cực Nhạc đang lẩm bẩm, trong ánh mắt toát ra sự không kiên nhẫn, điểm chân một cái liền phóng tới trước mặt Bạch Cực Nhạc, đánh một quyền về phía hắn. Bạch Cực Nhạc vung trường đón đỡ, chỉ nghe bốp một tiếng, hắn liền bị đánh lùi 7 bước, còn Tô Bạch Y vẫn đứng tại chỗ, thậm chí còn thong thả nhún vai, phát ra tiếng xương khớp chạm nhau lách cách. Một thân sắc tiên nhân, hoàn mỹ như thế à? Bạch Cực Nhạc nhẹ giọng cảm khái. Tô Bạch Y. Phong Ngọc Hàn thấy Tô Bạch Y thần sắc quỷ dị, sợ hắn cũng giống mình ngày đó, chân khí bạo phát, tẩu hỏa nhập ma, vội vàng gọi. Nhưng Tô Bạch Y nghe thấy tiếng gọi, lại rất không kiên nhẫn mà xoay người, lại bước ra một bước, lướt thẳng tới trước mặt Phong Ngọc Hàn, cũng muốn đánh xuống một quyền. Giang Ly thấy thế lập tức đứng chắn trước mặt Phong Ngọc Hàn, phát đao trong tay vung về phía trước, cố gắng đỡ một quyền của Tô Bạch Y. Hắn một tay vung đao, một tay bảo vệ Phong Ngọc Hàn, vội vàng lùi về phía sau. Tông chủ, Tô công tử này tẩu hỏa nhập ma rồi, Giang Ly trầm giọng nói. Phong Ngọc Hàn quay đầu, Tả Quân, ngươi đã làm gì hắn? Hỏng rồi. Phong Tả Quân vỗ đầu, tuy rằng sau khi Tô Bạch Y nhập mộng công lực có thể tăng mạnh, nhưng lúc này hắn đã đánh mất thần trí, căn bản phân không biệt được ai là đối thủ, ai là người một nhà, gặp người là đánh. Bạch Cực Nhạc tự hồ cũng đã nhìn thấu điểm này,
lùi lại mấy bước, trầm mặc đứng đó, tuy vẫn nhìn chằm chằm Tô Bạch Y, nhưng không mở miệng nói nữa. Tô Bạch Y nhìn Giang Ly nở nụ cười, có vẻ đã nổi lên hứng thú với người có thể một đao cản lại quyền của mình. Hắn lại vung nắm tay lên đang muốn đánh lần thứ hai, nhưng bỗng nhiên phía sau hắn chuyển đến một tiếng rít. Tô Bạch Y đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng phát ra tiếng rít. Sư tỷ! Tạ Vũ Linh vội la lên, không thể. Nam Cung Tịch Nhi lúc này đã nhảy dựng lên, trong miệng lại phát ra một tiếng rít. Tô Bạch Y nghiến răng, có vẻ rất ghét tiếng rít kia, đứng dậy nhảy lên, lướt tới trước mặt Nam Cung Tịch Nhi, đánh xuống một quyền. Nam Cung Tịch Nhi nghiêng người một cái, tránh khỏi quyền đó, phiến đá bên cạnh bị Tô Bạch Y đánh dập nát. Tô Bạch Y! Nam Cung Tịch Nhi nhẹ giọng gọi. Tô Bạch Y vốn đã đứng dậy, chuẩn bị giơ nắm tay lên lần nữa, nhưng nghe thấy giọng nói ôn nhu của Nam Cung Tịch Nhi, hắn bỗng nhiên sững sờ, động tác hơi ngừng lại. Hắn nhìn đôi mắt Nam Cung Tịch Nhi, trong miệng phát ra một tiếng kỳ quái. A, Tô Bạch Y, ta là sư tỷ của ngươi. Nam Cung Tịch Nhi cố tình nói rất chậm. Con ngươi Tô Bạch Y đột nhiên mở to ra một chút. A, ta không phải người xấu. Nam Cung Tịch Nhi giơ một tay, từ từ nắm tay Tô Bạch Y, sau đó xoay người Tô Bạch Y lại, hướng mặt hắn về phía Bạch Cực Nhạc đang đứng trước đám người. Người này mới là người xấu. Rõ, Tô Bạch Y thở ra một hơi dài, nhìn Bạch Cực Nhạc. Bạch Cực Nhạc nhìn một loạt động tác mị hoặc của Nam Cung Tịch Nhi vừa rồi, chậm rãi nói, Thiên Ngữ Thông của Thiên Môn Thánh Tông, nghe nói người tinh thông pháp môn này có thể nói chuyện với trăm loại môn thú. Ngươi coi Tô Bạch Y hiện tại là dã thú à? Người xấu, nên, Nam Cung Tịch Nhi thấp giọng ghé bên tai Tô Bạch Y nói, đánh chết. Đánh, chết, Tô Bạch Y bắt chước ngữ điệu của Nam Cung Tịch Nhi nói ra hai chữ vô cùng gượng gạo, sau đó lại nhếch miệng cười. Trên người hắn trào ra một loại hưng phấn khó tả, vọt thẳng về phía Bạch Cực Nhạc, phiến đá dưới chân hắn bị giẫm nát, bắn thẳng lên, đám người đang đứng phía sau Bạch Cực Nhạc tất cả đều tránh hết. Chỉ có Bạch Cực Nhạc thần sắc không đổi, lúc Tô Bạch Y lướt tới trước mặt, đánh một quyền về phía hắn, hắn bỗng nhiên điểm chân một cái tránh khỏi quyền của Tô Bạch Y, sau đó điểm một chỉ vào giữa mày Tô Bạch Y, thật sự giống như dã thú, một thân sức mạnh bá đạo, nhưng lại không biết nên dùng như thế nào. Tô Bạch Y bị một chỉ kia điểm trúng vào giữa mày, sau đó cơ thể bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất, toạc ra một cái hố đất sâu ước chừng ba thước. Yếu như vậy à? Phong Tả Quân vội la lên, Tô Bạch Y, lên. Đừng gọi hắn. Nam Cung Tịch Nhi vội vàng quát lớn một tiếng, lập tức chạy về phía Tô Bạch Y, nhưng giữa đường lại bị Bạch Cực Nhạc vung tay áo cản lại. Sau đó Bạch Cực Nhạc liền xoay người nhảy qua, hắn giơ tay, đang muốn xách cổ áo Tô Bạch Y mang hắn đi. Hiện giờ trong lòng hắn đã có tính toán khác. Cho dù không thể giết Nam Cung Tịch Nhi ngay tại chỗ này cũng không sao, chỉ cần có thể mang Tô Bạch Y về thì chuyến này cũng đáng. Nhưng khi bàn tay hắn vừa giơ xuống, Tô Bạch Y đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên hướng lên trời đánh ra một chỉ, điểm thẳng vào lòng bàn tay của Bạch Cực Nhạc. Phá! Tô Bạch Y hô to một tiếng. Bạch Cực Nhạc kinh hãi quát một tiếng, chân khí trong tay bị một chỉ này đánh tan, hắn lập tức xoay người, đáp xuống cách đó 7 bước, chỉ là mới vừa đáp xuống đất, khí huyết trong cơ thể liền đảo loạn điên cuồng, nôn ra một ngụm máu tươi. Phong gia, Tam Tự Chân Ngôn. Các đệ tử Phong gia giữa sân kinh hãi, đây là võ công bí truyền mà chỉ đệ tử dòng chính của Phong gia mới được truyền lại, rất khó tu luyện, vì sao Tô Bạch Y lại biết? Phong Tả Quân kinh hãi nói, ngày ấy ở học cung, ta chỉ đọc 2 lần, hắn đã học được ư? Tạ Vũ Linh đi tới bên cạnh hắn, ngày ấy Tô Bạch Y ở học cung cũng diễn lại hổ khiếu của ta, sau khi Tô Bạch Y nhập mộng có thể học được chiêu thức của đối phương trong nháy mắt, bao gồm cả một chỉ vừa rồi. Đó là võ công của Bạch Cực Nhạc. Long Tượng Chỉ. Bạch Cực Nhạc giơ tay lên trước ngực từ từ ép xuống, khắc chế khí tức cuồn cuộn trong cơ thể. Tô Bạch Y từ trên mặt đất đứng lên, nhìn thấy bên cạnh có mấy thanh thiền dược đao rơi ở đó, trong ánh mắt bỗng nhiên toát ra một chút tò mò. Sau đó hắn cúi người nhặt lên một thanh trong số đó, sau khi nhìn ngắm kỹ nửa ngày, tò mò lại biến thành hưng phấn. Hắn vung đao lên nhìn Bạch Cực Nhạc, khóe miệng toát ra vài phần ý cười tà ác. Không xong. Đến đây admin xin khép lại tập này. Cảm ơn các bạn đã xem hết audio. Nếu hay đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh và góp ý kiến bình luận các bạn nhé.